Rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân mến của kênh Sống Để Hạnh Phúc. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, Huyền Thu xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị vì đã luôn đồng hành và quan tâm đến các video của Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, chúng ta luôn nghĩ rằng những người có sự nghiệp vang dội, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống là những người rất biết tiết kiệm, có vô vàn những mối quan hệ không tên và họ làm việc hùng hục bất kể ngày đêm để kiếm tiền. Nhưng thực chất lại không phải như vậy. Thậm chí thực tế đang cho thấy những điều ngược lại với suy nghĩ của chúng ta bao lâu nay. Tất cả những thói quen như tiết kiệm tiền quá mức hay làm việc cật lực mà Huyền Thu nhắc đến đều là những thói quen cần phải loại bỏ ngay lập tức nếu bạn muốn cuộc đời không tụt lùi hoặc là dậm chân tại chỗ. Người thành công có được thành tựu chắc chắn phải có nguyên do, và nguyên do đó nằm ở cách sống của họ. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi và chia sẻ video đến người thân của mình quý vị nhé. 8 cách sống của người thành công ai cũng nên biết. Thứ nhất, không quá coi trọng việc tiết kiệm. Những người trung lưu không phải là người tiêu tốn nhiều tiền, bởi vì họ kiếm được rất ít nên buộc phải chi tiêu tất cả cho cuộc sống của họ. Nhưng người giàu có không giống như vậy. Họ sẽ đánh giá tầm quan trọng của việc tiết kiệm và đầu tư khác biệt. Họ nhận ra rằng chìa khóa thật sự để mở cánh cửa sự nghiệp, tiền tài và danh vọng chính là tập trung vào đầu tư thu lợi. Thay vì tập trung vào chi tiêu và tiết kiệm, ăn tiêu rẻ xẻn, tính toán từng đồng, họ tìm cách để kiếm được nhiều hơn, quan tâm đến việc đầu tư trước tiên và dành phần còn lại để chi tiêu theo sở thích. Nhiều người có thói quen quan tâm quá mức đến những tờ phiếu giảm giá và tiết kiệm khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội lớn. Ngay cả khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính thì những người giàu có cũng không bao giờ có suy nghĩ này. Họ là bậc thầy tập trung tinh thần và năng lượng để phát triển những thứ thuộc về họ. Đó là gia sản khổng lồ. Thứ hai, không hoài cổ. Những người có xu hướng hoài cổ, thích nhớ về những ngày tháng tốt đẹp trong quá khứ, thường khó có được thành công. Họ trái ngược hoàn toàn với những người giàu, sẵn sàng đánh cược bản thân vào ước mơ, mục tiêu và lý tưởng cho tương lai, dù nguy hiểm và khó khăn luôn rình rập trước mắt. Tìm kiếm sự thoải mái về thể chất, tinh thần và cảm xúc là mục tiêu của những người không bao giờ làm nên nghiệp lớn. Các nhà lãnh đạo lớn luôn học hỏi cách thoải mái ngay cả trong trạng thái bất ổn. Thứ ba, không chỉ dừng ở mức lương ổn định. Ổn định là gì? Ổn định không phải là một trạng thái cân bằng và ổn định cũng không phải nghĩa là lâu dài, mà ổn định được khoa học định nghĩa là khả năng chống lại sự quấy nhiễu từ bên ngoài. Hay nói một cách khác, ổn định không liên quan đến trạng thái tốt hay xấu, mà ổn định chỉ liên quan đến việc duy trì trạng thái ban đầu, kể cả trạng thái này không hề lý tưởng. Đa phần chúng ta đều lựa chọn được trả mức lương ổn định hoặc phụ thuộc theo giờ làm việc. Trong khi đó, những người làm chủ lựa chọn cách trả lương cho chính bản thân họ dựa trên kết quả làm việc. Đó là sự khác biệt rất lớn. Cũng có những người giàu được trả lương theo một mức ổn định nào đó, nhưng nên nhớ rằng con đường đi đến sự thịnh vượng nhanh nhất là tự làm chủ sự nghiệp của chính mình. Thứ tư, có tham vọng. Bảo vệ bản thân khỏi thất bại, hài lòng về vấn đề tài chính là những sai lầm khiến bạn mãi không thể giàu có. Sự khôn ngoan của những người giàu có chính là đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng và ngay lập tức tìm cách giải quyết chúng. Một người thông minh không bao giờ chờ đợi theo cách bị động. Họ làm cho điều đó phải xảy ra như đã suy đoán. Nếu đã có thể suy nghĩ, hãy nghĩ lớn. Đó là lựa chọn của bạn. Và một khi đã thích suy nghĩ lớn và học được cách hành động để thành công, bạn sẽ có động lực để tiếp tục và những phần thưởng xứng đáng sẽ đến với bạn. Hãy thực hành bí quyết này và bạn cũng sẽ đạt được thành công cả trong cuộc sống cũng như trong công việc. Mặc dù không quá tham vọng, nhưng nên đặt mục tiêu của bản thân xa hơn, chạm đến mức độ của những người siêu giàu và cuộc sống giống như họ chẳng hạn. Hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ giống như người giàu làm.
Thứ năm, không sợ hãi. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất ngăn cản con người thành công chính là nỗi sợ hãi. Ta sợ những kẻ xấu, sợ làm phật lòng người khác, sợ bị coi là kẻ xấu, sợ mệt mỏi, sợ mất việc, sợ cô đơn một mình, sợ chia tay tan vỡ. Và vì thế, trong đa số trường hợp, thay vì nắm bắt lấy cơ hội, ta tự giới hạn bản thân trong thế giới ấm áp của mình. Trong giới hạn của mình, thật đơn giản để phàn nàn mọi chuyện thay vì giải quyết nó, để những người khác quyết định cảm xúc, suy nghĩ, thành công, số phận của mình. Ta tránh đẩy bản thân mình vào những cái mới, ta từ bỏ ước mơ vì nó quá xa vời, và điều đáng sợ nhất là bản thân từ bỏ việc đứng lên cho những điều mình tin tưởng. Nhớ rằng, sợ hãi không bao giờ có trong từ điển của những người có trí lớn. Ở mức độ tư duy này, họ có những mong muốn mà với nhiều người là hoang tưởng, không dễ thực hiện được. Chính xác, đó là những gì mà người giàu có đang làm và sẵn sàng đặt bản thân vào mọi tình huống, bất chấp mạo hiểm. Thứ sáu, luôn có kế hoạch cụ thể. Tiền không tự nhiên mà sinh ra. Nếu muốn gây dựng sự giàu có thì cần phải có mục đích rõ ràng, kế hoạch cụ thể và thời gian để hoàn thành. Những người giàu luôn có xu hướng hết lòng tập trung vào mục tiêu chính trong khoảng thời gian nhất định. Có nghĩa là họ quy định thời hạn cho sự thành công của họ. Đó là cách mà các triệu phú và tỷ phú giàu có nhất thế giới tồn tại. Thứ bảy, không quan tâm mối quan hệ độc hại. Có câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thực tế, những người bạn dành phần lớn thời gian để tiếp xúc có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của bạn. Đó là sự truyền nhiễm ý thức. Tiếp xúc nhiều với những người tài giỏi và thành công cũng mở ra tiềm năng suy nghĩ lớn hơn cho bản thân. Đó là lý do vì sao những người chiến thắng luôn bị thu hút bởi những người chiến thắng. 8. Dành thời gian vượt đủ để giải trí. Có nghĩa, thay vì đọc sách để giải trí, giới siêu giàu duy trì thói quen này để học tập, làm giàu và không ngừng trau dồi kiến thức. Thống kê từ nghiên cứu trên hàng trăm cá nhân siêu giàu đã cho ra những con số thú vị và kết luận về thói quen đọc sách của 1% đang nắm giữ khối tài sản lớn nhất thế giới. Sở dĩ người giàu xứng đáng được giàu bởi họ luôn đặt ưu tiên vào những thứ mang lại thành công. Và một phần của những thứ mang lại thành công chính là đọc sách để nâng cao kiến thức. Quý vị thân mến, một ngày nọ, có ai đó buộc bạn phải đưa ra một quyết định quan trọng về một sự lựa chọn. Và dĩ nhiên, nhắc tới lựa chọn cũng đồng nghĩa rằng bạn phải chấp nhận từ bỏ. Cuộc sống luôn là một chuỗi các sự lựa chọn mà đôi khi bạn không có cách nào khác ngoài việc từ bỏ một vài điều mà mình rất yêu thích. Và bạn chọn gì cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn có chọn đúng hay không. Ví dụ như, bạn sẽ lựa chọn điều gì giữa thành công và hạnh phúc? Nhiều người đánh đồng hai điều này, nhưng thực tế đôi khi chứng minh điều ngược lại. Bởi rõ ràng rằng, chẳng phải ai cũng có thể nắm giữ được cả hai. Để có được hạnh phúc, người ta phải đánh đổi thành công và ngược lại. Chuyện rằng, ở một lớp học nọ, người ta đã mời các học viên của mình thực hiện một phép thử về sự cân nhắc và lựa chọn. Một người phụ nữ trẻ đã được mời tham gia. Cô ấy được yêu cầu là viết tên 5 người quan trọng nhất. Việc này có vẻ rất dễ dàng, chỉ có số ít mới phải đắn đo, cân nhắc mà thôi. Sau đó, giảng viên yêu cầu cô xóa tên một người trong số họ. Người phụ nữ trẻ hơi bàng hoàng nhưng vẫn cân nhắc xóa đi một người. Cứ như vậy, lần lượt những người quan trọng nhất như cha, mẹ, anh chị, con cái, bạn bè đều bị xóa khỏi danh sách. Người duy nhất còn lại là chồng của cô ấy. Lúc này, giảng viên liền nói, cha mẹ có yêu ta đến đâu cũng sẽ rời bỏ ta khi họ mất đi. Con cái có quan trọng với ta đến đâu thì rồi chúng cũng lớn lên, cũng rời bỏ ta để xây đắp tổ ấm của riêng chúng. Bạn bè có quan trọng đến đâu nhưng không thể ở bên ta mãi. Chỉ có người chồng, người vợ là sẽ bên ta
gắn bó trọn đời với ta mà thôi. Câu chuyện cho chúng ta một góc nhìn rất khác. Vậy nhưng bạn có tự hỏi, ai rồi mà chẳng phải chết đi, ai mà chẳng phải rời bỏ ta? Người bạn đời là tốt với ta nhất ư? Vậy tại sao tỷ lệ ly hôn trong xã hội ngày nay ngày càng tăng? Tại sao có bao cuộc hôn nhân trong bất hạnh đau khổ nhưng vẫn được bao bọc bởi bề ngoài hào nhoáng, bởi vì lý do này hay lý do khác? Cô gái trong câu chuyện này đã rất đau khổ vì phải lựa chọn. Cô ấy run rẩy xóa tên cha mẹ, các con của mình và chỉ để lại tên của người chồng. Tại sao cô lại chọn cách đau khổ đó mà không chọn hai cách đơn giản hơn? Cách thứ nhất, từ chối cuộc chơi. Không ai có thể ép bạn phải lựa chọn từ bỏ thứ mà bạn không muốn từ bỏ. Không ai có thể ép bạn từ bỏ người mà trước đó không lâu bạn còn viết tên họ trong danh sách những người quan trọng nhất. Bạn chỉ cần bỏ cuộc chơi, bởi đó là một trò chơi không đáng để bạn mất thời gian tham gia. Cách thứ hai, bạn chọn tất cả. Đơn giản là bạn không muốn từ bỏ ai cả. Khi bạn không từ bỏ ai thì bạn có tất cả những người quan trọng nhất. Nếu có ai đó yêu cầu bạn đưa ra một lựa chọn quan trọng, thành công hay hạnh phúc, bạn chọn thế nào? Nếu có ai đó yêu cầu tôi đưa ra một lựa chọn quan trọng, thành công và hạnh phúc, tôi sẽ chọn điều gì? Tôi trả lời đơn giản là tôi chọn cả hai. Thành công là một đích đến trong số rất nhiều đích đến mà bạn chọn hướng đến trong đời. Người ta không chỉ muốn hướng tới một sự thành công đơn thuần. Điều lớn hơn, mục tiêu cao cả hơn, chính là một thành công bền vững.